Xin chào An Tâm, chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì Xin chào An Tâm mới về thêm cho các bác một lô hàng rất là nhiều đây. Và hôm nay thì em cập nhật được thêm cho các bác một bản xe đạp đua với thiết kế là tay đè lắc và với mức giá rất là bình dân thôi. Bác nào đang quan tâm đến cái bản xe này thì hãy ở lại xem hết video của em nhé. Ngay bây giờ thì em sẽ đọc hộp, lắp dựng và review báo giá thực tế luôn cho các bác về cái bản xe đó nhé. Và đây các bác ơi, mẫu xe mới của em ngày hôm nay mới về đây nhé. Bản này thì cũng sẽ đến từ thương hiệu Fascino. Xe này thì sẽ là xe mới 100% nguyên đai nguyên kiện và bây giờ thì em sẽ tiến hành đập hộp và lắp dựng nha các bác. Where there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has its day, so magical. If there's love in this life, there's no obstacle. Fascino 868 nha các bác. Một mẫu rất là mới, cực kỳ mới của năm 2024. Vừa mới ra mắt là em đã cập nhật luôn để có thể là đưa tới cho các bác rồi đấy ạ. Và bây giờ thì em sẽ đi sâu hơn về cấu hình xe để cho bác nào đang quan tâm về xe thì có thể cập nhật luôn về cấu hình của em nó nhé. Thì đầu tiên Fascino 868 thì sẽ trang bị cho bác là một bộ khung sườn nhôm không mối hàn nha các bác. Dây đã được đi âm sườn cực kỳ gọn gàng rồi. Cái bản xe này thì các bác có thể nhìn thấy về khung sườn cũng như là về thiết kế của xe. Nhìn khung sườn rất là khỏe và vẫn sẽ có cái độ thanh thoát và nhẹ nhàng cho các bác luôn nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Em đang giới thiệu cho các bác đây là bản màu trắng kết hợp với tem sơn màu đỏ này. Con này thiết kế về tem sơn cũng rất là chắc và cực kỳ đẹp luôn. Mẫu mới của năm 2024 nha các bác ơi. Thế nên là tất cả các chi tiết của xe thì đều rất là đẹp và cực kỳ nổi bật rồi. Đấy, đẹp từ những cái bộ tem sơn trở đi nhá. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Về phần pô tăng và ghi đông của xe thì cũng sẽ được thiết kế bằng hợp kim nhôm nha các bác. Đó, ở cái bản này thì nó đã cải tiến và nâng cấp cho các bác ở cái phần ghi đông rồi. Ghi đông là ghi đông dạng dẹt như thế này. Cái chi tiết ghi đông dạng dẹt này chỉ xuất hiện ở trong những cái bản xe cao cấp thôi. Nhưng mà hiện tại Fascino 868 đã có cái thiết kế ghi đông dạng dẹt rất là cao cấp và cực kỳ đẹp cho các bác rồi nhá. Nhìn xe nó sẽ thể thao, nó sẽ đẹp hơn và khi các bác đi chế độ nghỉ ngơi, các bác để tay lên phía bên trên đây thì nó cũng sẽ rất là thoải mái và cực kỳ đẹp và tránh cản gió rất là tốt nhá. Phần ghi đông đây các bác có thể nhìn thấy này, đẹp từ những chi tiết dây uốn ghi đông trở đi nhá. Đó, quá là nổi bật luôn đúng không ạ? Ghi dây uốn này thì nó cũng sẽ rất là êm và cực kỳ bám tay luôn. Về phần bộ đè của xe thì như em vừa giới thiệu ở đầu thì con này cũng đã chuyển sang sử dụng là bộ đè lắc rồi. Bộ đè lắc tích hợp cùng phanh này, rất là dễ dàng sử dụng thôi các bác ạ. Đấy, một mẫu xe bình dân nhưng mà đã có thiết kế tay đè lắc cho các bác rồi nhá. Phần fuộc đằng trước của xe thì sẽ sử dụng là fuộc thép cường lực không mối hàn. Đấy, các bác có thể nhìn về fuộc của xe này vẫn đảm bảo cái độ chắc khỏe, khỏe khoắn, chịu lực tốt cho các bác nhưng mà vẫn sẽ có cái độ thanh thoát để trong xe nó nhìn nó thanh mảnh, nhìn nó đẹp hơn nha. Phanh trước và sau của xe thì đều sử dụng là bản phanh đĩa cơ. Với cái bản phanh đĩa cơ này các bác xử lý tình huống rất là êm cũng như là đã rất là nhẹ rồi đấy ạ. Phần vành thì sẽ sử dụng bản vành nhôm 2 lớp chính hãng Fascino cao 3 cm, rất là đẹp. Lốp thì sẽ mang bản 700 x 28C. Với cái bản lốp 28C này thì các bác đi thì nó sẽ rất là bám đường cũng như là vẫn sẽ đảm bảo cái độ êm luôn đấy ạ. Nếu mà các bác ở những cái vùng nông thôn đường nó vẫn còn hơi sốc một chút xíu thì với cái lựa chọn cái bản lốp 28C này thì nó sẽ rất là phù hợp với rất là nhiều cung đường. Các bác đi vẫn sẽ đảm bảo độ êm mà vẫn đảm bảo cái độ lướt cho các bác luôn nhé. Bánh trước của xe thì sẽ sử dụng là trục tháo nhanh. Sử dụng rất là dễ thôi các bác ạ. Đùm trước sau thì đều là đùm nhôm và kết hợp với bi bạc đạn nhé. Xe rất là đẹp luôn, thiết kế của xe rất là cao cấp rồi. Và chuyển động phía đằng sau thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho các bác về bộ chuyển động chính của xe nhé. Về bộ chuyển động chính của Fascino 868 thì sẽ trang bị cho các bác bao gồm 2 đĩa trước và 7 tầng líp ở phía đằng sau. Con này chuyển đĩa, chuyển líp và bộ đè thì sẽ sử dụng bộ chuyển động Shimano Tourney. Đùi đĩa nhôm Fascino, bi trước, giữa và sau thì chạy toàn bộ là bi bạc đạn rồi đấy ạ. Dây thiết kế đi rất là gọn gàng luôn. Các bác có thể xem chi tiết về các chi tiết rất là nhỏ của xe nhé.
con này nó là mẫu mới của năm 2024, thế nên là tất cả các chi tiết của xe thì đều rất là đẹp rồi. Và bản em đang giới thiệu cho các bác đây thì nó sẽ mang size 48, phù hợp với chiều cao từ 1m58 trở lên thì đã chạy rất là ok rồi nha các bác ơi. Đó, hiện tại thì dòng này thì em đang có rất là nhiều màu để cho các bác có thể lựa chọn. Và em đang giới thiệu đây là màu trắng với tem sơn màu đỏ nhé. Điều chỉnh độ cao thấp của yên thì sẽ sử dụng là trục điều chỉnh yên nhanh ở đây. Và cốt yên dạng tròn và cũng sẽ là nhôm nhé. Con này thì nó đã cải tiến ở cái phần yên cho các bác rồi. Yên xe sử dụng một bản yên rất là thể thao luôn. Yên xe Fascino vẫn sẽ bỏng mút ra rất là mềm cho các bác. Có ô thoáng khí ở giữa luôn này. Dáng của yên rất là thể thao luôn đúng không ạ? Theo xe thì đã có sẵn bê đan và chân chống bắt càng cho các bác rồi. Để có thể là các bác có chân chống bắt càng đi theo xe nó sẽ tiện lợi hơn. Các bác có thể dựng xe khi đi tập thể dục thì nó cũng sẽ rất là tiện. Cà phê ăn sáng của bạn bè nhé. Và hiện tại thì đang trên bản xe đây thì em cũng đã lắp cho các bác rất là đầy đủ các mẫu phụ kiện mà em sẽ tặng kèm rồi. Thì dòng này thì em sẽ tặng kèm cho các bác đầy đủ là 6 món phụ kiện xe, bao gồm là đôi chắn bùn trước và sau này, gọng nước này, bình nước, đèn tích hợp còi, đèn hậu và thêm một bộ lục lăng để các bác có thể tự tháo lắp xe tại nhà nhé. Vậy bây giờ thì em cũng sẽ đưa giá tới các bác luôn. Dòng này hiện tại bên nhà em đang đưa tới các bác với mức giá là 6.850.000 đồng, miễn phí giao hàng tận nhà và tặng kèm cho các bác là tất cả các phụ kiện như em đang tháo lắp ở trên xe đây. Bác nào mà thực sự quan tâm về cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên nhà em theo số em để trên góc của video đây, hoặc là kết nối Zalo nhé, để được các bạn bên nhà em hỗ trợ tư vấn này, cũng như là gọi điện video để các bác có thể xem xe trực tiếp và chốt cho mình những cái mẫu xe ưng ý nhé. Và ngoài cái bản Fascino 6868 này ra thì hiện tại bên nhà em đang còn rất là nhiều các mẫu khác nữa, từ xe đạp touring cho đến xe đạp đua, từ bình dân cho đến cao cấp. Bác nào mà cần phân khúc xe giá ở tầm nào hoặc là cần các mẫu phụ kiện xe đạp thì cũng có thể liên hệ trực tiếp bên em để có thể được tư vấn và lên đơn một cách nhanh chóng nhất nha. Và video của em ngày hôm nay cũng khá là dài rồi, em xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.